Nước đổ về trên suối Đắk Nông đã làm sói lở, hư hỏng trạm biến áp của nhà máy thủy điện Đắk Nông 2. Trạm biến áp đặt cạnh dòng suối Đắk Nông đã bị sói lở móng. Một số đế chân bị dòng nước cuốn trôi hoặc xô đổ. Nhiều thiết bị điện hư hỏng, ngập nước. Trong ngày 31 tháng 7, hàng chục nhân lực đã có mặt tại hiện trường để tháo dỡ một số hạng mục tại trạm biến áp. Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 đóng chân trên địa bàn phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa. Nhà máy thủy điện này có công suất 15,75 MW, là một dự án thủy điện nhỏ đặt trên suối Đắk Nông.